Sống trong môi trường tập thể suốt hơn một tháng qua, Phan Thị Yến Nhi, một tân sinh viên tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong việc giao tiếp với bạn cùng phòng, nhưng cô không biết cách thực hiện điều này. Cuối cùng, cô đã tìm đến trang Confession của ký túc xá để xin gợi ý về cách giao tiếp hiệu quả trong môi trường sống chung. Góp ý một cách khéo léo là một trong những kỹ năng quan trọng mà người trẻ cần phải phát triển khi sống và làm việc trong môi trường tập thể. Nhi chia sẻ rằng cô sống trong một phòng 6 người, và mặc dù mọi người đều hiểu về việc giữ gìn không gian chung, nhưng có một người bạn cùng phòng thường xuyên để đèn bật sau khi đi vệ sinh, để lại hộp cơm không dọn dẹp, và để thức ăn đóng gói dở dang trên bàn làm cho kiến bò lên khắp phòng. Hơn nữa, người này thường xuyên mượn đồ của người khác mà không xin phép. Mặc dù cô rất khó chịu, nhưng cô không biết phải đối mặt và góp ý thế nào vì sợ xảy ra xung đột và không muốn làm tổn thương mối quan hệ. Nhi chia sẻ thêm rằng để tránh những cuộc cãi vã không đáng có, cô đã quyết định đăng bài viết trên trang Confession của ký túc xá dưới chế độ ẩn danh để xin gợi ý về cách giao tiếp hiệu quả trong môi trường sống chung. Cô thường cảm thấy thoải mái và không muốn gây xung đột với người khác, và nhiều người trẻ khác cũng gặp tình huống tương tự. Nguyễn Quang Phát, một sinh viên của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đã trải qua tình huống khá khó khăn khi phải chịu đựng sự ở bẩn và vô ý thức của bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng của anh có nhiều tật xấu, bao gồm việc chơi game lớn tiếng đến khuya, bật đèn sáng suốt trong phòng, và bàn ăn chung luôn bị lộn xộn, đầy vỏ bánh kẹo và bao bì đồ ăn không được vứt đi. Phát không biết cách nhắc nhở một cách hiệu quả và khi anh thử góp ý thì đã xảy ra một cuộc xung đột. Hiện tại, sau 2 tuần, họ vẫn không thể nói chuyện với nhau. Kỹ năng giao tiếp là một yếu tố quan trọng trong môi trường sống tập thể. Việc biết cách thể hiện ý kiến một cách khéo léo và tôn trọng đối tác giúp tránh xa khỏi xung đột không cần thiết. Lời góp ý phải được thể hiện một cách khéo léo, vì nếu không, có thể dẫn đến xung đột và phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp. Lê Thị Tuyết Trinh, 24 tuổi, người ở trọ tại đường Nguyễn Văn Khối, P11, Quy, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, lúc còn là sinh viên hoặc bây giờ khi đi làm, tôi vẫn phải tuân thủ nội quy của nhóm. Việc góp ý và dẫn đến tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Vào năm thứ 3 đại học, nhóm của tôi cũng ngồi lại để góp ý, nhưng dần mọi người lớn tiếng hơn và bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng, có 2 người rời khỏi nhóm, dù đã chơi chung 3 năm, nhưng họ không thể tiếp tục nhìn mặt nhau. Do đó, nhiều khi thấy không hài lòng, nhưng tôi vẫn im lặng để tránh xung đột, vì tôi sợ sẽ làm tổn thương mối quan hệ. Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sĩ Đinh Văn Mãi, giảng viên tại Bộ môn Kỹ năng mềm, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang, cho biết, quyết định nên im lặng hay góp ý phụ thuộc vào mức độ quan trọng của vấn đề, mong muốn của bản thân và đối phương. Nếu bạn đang tức giận, hãy im lặng để tránh nói ra những lời khó nghe. Khi bạn bình tĩnh hơn, hãy thể hiện ý kiến và trao đổi. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào cũng nên góp ý, vì đôi khi sự im lặng là vàng. Góp ý mang tính xây dựng là một kỹ năng cần phải học. Nói về mục tiêu của việc góp ý lẫn nhau, Thạc sĩ Mãi chia sẻ, những lời góp ý mang tính xây dựng sẽ tạo nên một môi trường tốt, đồng nghiệp tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, nó còn giúp tăng cường sự kết nối trong nhóm, nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống. Ngược lại, những lời góp ý mang tính chỉ trích và phê phán có thể gây ra cảm xúc tiêu cực và căng thẳng, thậm chí tạo ra xung đột trong mối quan hệ.